Bệnh đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc vừa tiếp nhận bệnh nhân bị sốc phản vệ, biến chứng suy tim và viêm cơ tim cấp do tiếp xúc với dịch của kiến ba khoang. Người bệnh là chị DTO, 29 tuổi, trú tại Yên Lạc, đã có tiền sử dị ứng với côn trùng. Sau khi tiếp xúc với dịch của kiến ba khoang, 10 phút sau xuất hiện các triệu chứng mẩn ngứa toàn thân, đau tức ngực, khó thở. Ngay khi nhập viện, người bệnh được chẩn đoán sốc phản vệ độ 4, mức độ sốc phản vệ nguy hiểm nhất, kèm theo biến chứng viêm cơ tim cấp và suy tim. Các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện các thủ thuật cấp cứu, hồi sức tích cực, thải độc và chăm sóc đặc biệt cho người bệnh. Sau hơn một tuần điều trị, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và được ra viện. Bác sĩ Trừ Văn Trường, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc cho biết, khoa tiếp nhận người bệnh DTO bị sốc phản vệ mức độ rất nặng, mạch nhanh, huyết áp giảm. Người bệnh được duy trì theo phác đồ phản vệ, xử trí lọc máu liên tục, phối hợp với dùng các thuốc vận mạch huyết động. Chia sẻ về triệu chứng nguy hiểm của sốc phản vệ sau khi tiếp xúc với dịch của kiến, Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt Nga cho biết. Sốc phản vệ nó là một phản ứng dị ứng cấp tính. Và khi mà chúng ta không cấp cứu điều trị kịp thời thì bệnh nhân có thể tử vong. Nguyên nhân ở đây là do cái phản ứng của hệ miễn dịch nó nó phản ứng một cách quá mạnh mẽ. Thì nếu ở mức độ nhẹ thì nó gây ra tăng tiết các histamin khiến cho bệnh nhân bị ngứa rồi nổi mẩn mày đay. Nếu mà nặng hơn nó làm tăng cái tính thấm thành mạch khiến cho albumin từ trong mạch máu nó thoát ra ngoài kéo theo cả nước thoát ra ngoài khiến cho cái khối lượng tuần hoàn ở trong mạch máu nó bị giảm xuống cho nên bệnh nhân là sẽ bị uh, huyết áp nó sẽ bị giảm xuống, mạch nó sẽ bị nhanh lên rồi có thể bị trụy tim mạch, đồng thời là không có không có nước tiểu đến thận có thể gây suy thận. Còn trên phế quản thì nó gây co thắt phế quản nó phù phế quản có thể khiến cho bệnh nhân bị suy hấp và từ đấy là dẫn đến tử vong. Các cái loại protein lạo hoặc là nọc của các cái loại động vật. Ví dụ như kiến kiến này, ví dụ như ong và vẽ đốt này hoặc là các cái nọc rắn đấy hoặc là các cái loại huyết thanh, các cái loại kháng huyết thanh mà chúng ta tiêm vào người thì nó cũng có thể gây ra tình trạng sốt phản vệ. Thế khi mà chúng ta gặp cái tình trạng giống như sức phản vệ tức là nhẹ là chúng ta thấy nổi mẩn này phù nề rồi cảm giác là khó thở rồi cảm giác đau ở hoa mắt chóng mặt mạch nhanh huyết áp tụt rồi đau ở vùng bụng thì chúng ta phải nghĩ đến đấy khả năng là sức phản vệ và khi bị sức phản vệ thì cách nhanh nhất là chúng ta đưa ngay đến cơ sở y tế để cấp cứu một cách kịp thời chứ không tìm cách làm các biện pháp khác thì lại làm giảm cái thời gian để có thể hồi phục được bệnh khi vào bệnh viện thì thường là các bác sĩ sẽ cho dùng adrenaline có thể là tiêm dưới da hoặc tiêm bắp hoặc là truyền tĩnh mạch khi chỉ có adrenaline thì mới có thể cứu được các trường hợp là sốc phản vệ mức độ nặng sau đấy là có thể là duy trì huyết áp rồi dùng các biện pháp khác để duy trì cái mạch nhiệt độ huyết áp của bệnh nhân từ đấy là cho bệnh nhân hồi phục dần bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo người dân khi bị côn trùng đốt, đặc biệt là trường hợp đã có tiền sử dị ứng trước đó khi xuất hiện các triệu chứng như phát ban, nổi mẩn ngứa trên cơ thể, khó thở, đau tức ngực, đau đầu, đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, ngất xỉu, cần ngay lập tức đưa vào các cơ sở y tế để được đánh giá, xử trí và điều trị kịp thời.